Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Chụp ảnh vũ trụ, hoảng hồn vì hai bóng ma nhảy múa sinh ra từ lỗ đen, hai cấu trúc ma quái, khổng lồ, chưa từng thấy, được tạo ra bởi vùng thời tiết hoang dã dạ của lỗ đen đã lọt vào tầm ngắm của kính thiên văn ASKAP của Úc, một công cụ được thiết kế để nhìn sâu vào vũ trụ bằng vô tuyến theo Science Alert các cấu trúc được mô tả như những bóng ma nhảy múa kỳ lạ trong không gian, có thể tiết lộ nhiều thông tin mới về các lỗ đen quái vật và môi trường phức tạp giữa các thiên hà. Nhà vật lý thiên văn người Úc Ryan Norris từ Đại học Western Sydney và Cicero cho biết, khi lần đầu chúng tôi thấy những bóng ma nhảy múa, chúng tôi không biết chúng là gì. Sau nhiều tuần làm việc, chúng tôi tìm thấy hai thiên hà chủ, ở trung tâm của chúng là hai lỗ đen siêu lớn, phun ra các tia điện tử, sau đó bị bẻ công thành những hình thù kỳ dị bởi gió thiên hà. Vì vậy, hai bóng ma thật ra là những đám mây electron khổng lồ lan rộng trong không gian sâu thẳm một hiện tượng vũ trụ là chưa từng được quan sát trước đây nhưng các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu về chúng sẽ tiết lộ nhiều chi tiết về các thiên hà chủ và các lỗ đen quái vật đã tạo ra chúng theo tiến sĩ norris vẫn còn những câu hỏi cần trả lời như gió thiên hà đã từ đâu tới và tại sao lại thổi theo nhiều hướng rối ren như thế vì sao các lỗ đen này lại đột ngột phát xạ vô tuyến dữ dội như vậy khám phá được thực hiện một cách tình cờ khi các nhà thiên văn đang quan sát vũ trụ thông qua kính thiên văn askap một công cụ quan sát vô tuyến siêu mạnh của úc đang khảo sát thí điểm cho dự án khảo sát imamu lập bản đồ tiến hóa vũ trụ